tuyên án tử hình kẻ giết người cướp tài sản rồi đốt xác phi tang. Dễ tin người, thiếu kinh nghiệm sống, muốn trải nghiệm và khám phá đã khiến nhiều tân sinh viên sa chân vào bẫy lừa đảo tinh vi của các đối tượng xấu. Hân hoan đón chào quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyện Mỗi Ngày của Đài Phát Thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Chuyện Mỗi Ngày. Điều đó có nghĩa là quý vị luôn có sự quan tâm đến những vấn đề đang xảy ra mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta. Nhìn những bức tranh sau đây thì Hào Nhiên có đoán được là nó được vẽ bằng gì không? Hào Nhiên thấy giống như tấm bảng ngày xưa đi học vậy đó. Không lẽ được vẽ bằng phấn ta? Như vậy mà Hào Nhiên cũng đoán được hả? Chính xác nha. Đây là một bức tranh bằng phấn công phu đã khiến cho anh Lê Văn Hiền, sinh năm 1995, đến từ Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, mất hàng giờ đồng hồ để hoàn thiện. Wow! Quả thật là rất đẹp và sống động luôn đó Giang Thái ơi. Mà Hào Nhiên nghĩ rằng anh Hiền chắc cũng là người thầy mới lấy cảm hứng từ bảng đen phấn trắng ấy kìa nhỉ. Bật mí cho Hào Nhiên nha, Văn Hiền tốt nghiệp loại giỏi ngành giáo dục tiểu học tại Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018, và sau đó thì anh đã công tác trong câu lạc bộ mỹ thuật của một trường tiểu học và làm giáo viên tự do với các lớp vẽ cho thiếu nhi và người lớn. Từ thời thơ ấu thì Văn Hiền đã sớm nhận ra bản thân có máu nghệ thuật, năng khiếu hội họa. Niềm đam mê của anh may mắn được gia đình ủng hộ và tạo điều kiện để đi học qua các lớp. Khi học mẫu giáo, tiểu học hay trung học, anh luôn được các thầy cô chú ý về khả năng vẽ, sáng tạo hay làm đồ thủ công. Còn về cơ duyên thì anh chia sẻ rằng, tôi bén duyên với tranh vẽ phấn khi được chiêm ngưỡng các tác phẩm của thầy cô trong cộng đồng giáo viên tiểu học chia sẻ cho nhau. Mục đích của tranh bản phấn là để trang trí lớp học vào các dịp hội họp, lễ, Tết. Những bức tranh trông rất là thu hút và tôi quyết định thử chinh phục. Tôi đã tìm hiểu, vận dụng những kiến thức, kỹ năng về màu sắc bản thân đã tích lũy được để tạo nên một bức tranh bằng phấn. Hào Nhiên thấy chủ đề anh Hiền chọn cũng phong phú quá. Có tranh thủy mặc về hoa cỏ, động vật, trái cây, phong cảnh, núi non, và có thể thấy là độ phức tạp về chi tiết, màu sắc, chắc anh phải mất hàng giờ đồng hồ để hoàn thành một bức tranh này ha. Mà tranh phấn thì không thể giữ lâu được, tự nhiên Hào Nhiên lại thấy tiếc quá đi à. Giang Thái cũng có chung cảm xúc như vậy với Hào Nhiên, nhưng mà cái gì càng dễ mất, càng khó lưu giữ thì sẽ càng được trân trọng đúng không Hào Nhiên? Và anh Hiền cũng bộc bạch rằng khoảnh khắc xóa đi thấy tiếc, nhưng anh vui vì bản thân đã đầu tư tâm sức để có tác phẩm ưng ý. Vâng. Với niềm đam mê ấy, tin rằng anh Hiền sẽ có thêm nhiều tác phẩm đặc sắc hơn nữa, lan tỏa tinh thần nghệ thuật đến với mọi người. Và biết đâu, khi gặp lại anh lại có thêm những sáng tạo mới trong tình yêu hội họa của mình, Giang Thái nhỉ? Chương trình Chuyện Mỗi Ngày sẽ tiếp tục với những sự việc đáng chú ý về tình hình an ninh phố phường trong cụm tin hôm nay có gì. Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã xử sơ thẩm bị cáo Ngô Duy Bình, 51 tuổi, cựu trưởng phòng giao dịch một ngân hàng ở Khánh Hòa, về tội vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo cáo trạng, trưa ngày 3 tháng 3, ông Bình có uống bia với đồng nghiệp. Đến 16 giờ cùng ngày, ông Bình điều khiển ô tô về thành phố Nha Trang và va vào mô tô do ông Gigi, quốc tịch Canada, điều khiển chở theo vợ và con gái đang lưu thông cùng chiều phía trước. Cú va chạm làm mô tô và ba người trên xe ngã xuống đường. Ông Gigi bị thương, vợ ông tử vong sau đó. 4 ngày sau, ngày 7 tháng 3, ông Bình đến cơ quan công an huyện Diên Khánh khai nhận hành vi của mình. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, ông Bình đã sử dụng rượu bia ngay trước khi điều khiển ô tô gây tai nạn. Tuy nhiên, 4 ngày sau, bị can này mới đến công an trình diện nên không xác định được nồng độ cồn để xem xét xử lý theo quy định pháp luật. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhận định bị cáo đã phạm tội vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tuy nhiên, thành khẩn khai báo, gia đình có công với cách mạng, người điều khiển xe mô tô cũng có một phần lỗi nên tuyên phạt bị cáo Ngô Duy Bình 2 năm tù. Bị cáo phải bồi thường cho phía bị hại 276 triệu đồng. Một vụ tai nạn vừa xảy ra trên đường DT741 đoạn qua khu phố Tân Trà, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước giữa xe máy và xe tải khiến một người tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút trưa ngày 23 tháng 9, xe tải biển số 93H01338 chưa rõ người điều khiển lưu thông trên đường DT741 hướng từ tỉnh Bình Dương đi thành phố Đồng Xoài. Đến ngã ba giao nhau với đường Nguyễn Huệ thuộc khu phố Tân Trà, phường Tân Xuân, bất ngờ va chạm với xe máy biển số 93M1-15275 do người phụ nữ điều khiển, chở phía sau con gái Nguyễn Thanh Thùy, 7 tuổi. Vụ tai nạn khiến Thùy tử vong tại chỗ, chiếc xe máy hư hỏng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Sau một tuần nghị án kéo dài, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên tử hình bị cáo Nguyễn Văn Nguyên, 63 tuổi, tội giết người, 9 năm tù về tội cướp tài sản và 4 năm tù về tội hủy hoại tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình. Theo cáo trạng, sáng ngày 3 tháng 5 năm 2022, Nguyên đến nhà CHS ở huyện Hòn Đất để uống rượu. Trong lúc nhậu, S nói nhiều và văng tục nên Nguyên bỏ đi về nhà. Từ đó, bị cáo này nảy sinh ý định giết S. Tối cùng ngày, trong lúc S đang ngủ tại nhà, Nguyên đến và lấy cây búa gần gian bếp đập mạnh 2 nhát vào đầu, khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Nguyên kéo chăn đắp lên thi thể và lấy một sợi dây chuyền, một chiếc lắc vàng, một nhẫn vàng 18 carat, 2 điện thoại di động của nạn nhân rồi tẩu thoát. Trên đường đi, Nguyên quăng bỏ 2 điện thoại xuống sông rồi về nhà ngủ. Sáng hôm sau, Nguyên đem số vàng nói trên bán được hơn 42 triệu đồng và dùng số tiền này trả nợ tiêu xài cá nhân. Đến tối, lo sợ thi thể của S bị phát hiện, Nguyên quay lại hiện trường đốt xác S để phi tang. Ngọn lửa bùng lên cháy luôn căn nhà của S. Sáng ngày 6 tháng 5 năm 2022, Nguyên đến công an xã đầu thú. Hào Nhiên nè, thời điểm này là thời điểm mà các tân sinh viên cũng bắt đầu nhập học rồi. Và hình như thì em hay là cháu của Hào Nhiên cũng vào năm nhất đúng không? Ừ, đúng rồi đó Giang Thái. Một người em của Hào Nhiên ở Bình Phước. Tội nghiệp em nó, nhiều năm tháng sống trong sự đùm bọc, cưu mang của cha mẹ. Nay rời xa gia đình lên thành phố học tập. Gia đình cũng khá là lo cho em nó. Ừ, đúng rồi. Trước cái cuộc sống nó nhộn nhịp, muôn sắc muôn màu của phố phường như thế, thì khá là nhiều em choáng ngợp và vô cùng bỡ ngỡ. Và thưa quý vị, lợi dụng sự ngây thơ, non nớt, sự nhẹ dạ cả tin của một số tân sinh viên, những kẻ cơ hội đã ráp tâm giăng bẫy đưa các em vào trong. Đó, thậm chí là Hào Nhiên đọc báo thấy có khá nhiều em rơi vào thảm cảnh bị buộc thôi học, còn mang bệnh vào người như là trầm cảm, thần kinh, rồi nợ nần bủa vay nữa. Vâng thưa quý vị, thực tế vấn nạn này không mới, hầu như là bước vào năm học mới là không ít thì nhiều, các bạn tân sinh viên dễ mắc phải bẫy của kẻ xấu. Phóng sự sau đây sẽ phần nào phản ánh được thực trạng đáng lo ngại này, mời quý vị và các bạn cùng xem để cảnh giác. Dễ tin người, thiếu kinh nghiệm sống, muốn trải nghiệm và khám phá đã khiến nhiều tân sinh viên sa chân vào bẫy lừa đảo tinh vi của các đối tượng xấu. Khi biết mình mất 2 triệu tiền cọc phòng, bạn Bùi Lê Na, sinh viên năm 2 Đại học Ngoại thương vô cùng ấm ức, hụt hẫng và lo lắng. Thật ra anh ấy là người thuê trọ ở đấy. Anh ấy sẽ bảo là đây là phòng nhà anh, muốn ở thì cọc vào. Mình đã cọc anh ấy là 2 triệu rưỡi. Anh ấy thú nhận là mình lừa đảo xong rồi anh ấy có xin là anh có lương anh ấy sẽ trả. Mình bắt anh ấy phải chuyển luôn. Rồi sau đó anh ấy bảo là anh không có tiền bây giờ, hôm sau anh sẽ chuyển đủ. Thì hôm sau mình nhắn tin thì anh ấy không trả lời. Hơn nữa, các đối tượng lừa đảo này còn thâm nhập vào các group sinh viên của các trường, ngang nhiên đăng thông tin tuyển dụng việc nhẹ lương cao, đánh vào tâm lý nhẹ dạ cả tin của các bạn tân sinh viên để lừa đảo. Bọn mình có một cái group trường, thì một số thành phần lừa đảo sẽ nhắn vào đó là thông tin tuyển dụng trung tâm tiếng Anh, trợ giảng với mức lương khoảng từ 3 đến 5 triệu đồng. Với một sinh viên thì mức lương đấy khá là hấp dẫn. Có những bên nhắn tin liên hệ với mình để làm việc với mức lương rất là cao, chỉ là đánh máy thôi. Mình nghĩ là không phải dễ dàng để có được một cái công việc nâng cao như thế. Mình cũng đã nhận ra được đấy là chiêu trò lừa đảo. Mình đã lẻ tránh được ngay từ khi nó đến với mình. Trước vấn đề này, chuyên gia giáo dục Vũ Thu Hương cho biết để hạn chế tình trạng tân sinh viên rơi vào bẫy lừa đảo, bẫy làm thêm, việc quan trọng nhất là giúp các em có được kỹ năng sống để tỉnh táo trước những chiêu trò tinh vi hiện nay. Còn đối với các trường đại học thì chúng ta cũng cần bỏ suy nghĩ rằng chúng ta chỉ cần quan tâm đào tạo nghề, đào tạo chuyên môn cho các bạn là đủ. Thực tế với những cái thanh niên đã trưởng thành thì chúng ta nên có những thách thức khác. Chúng tôi không cần phải điểm danh sinh viên, nhưng chúng tôi yêu cầu sinh viên phải vượt qua tất cả những thách thức của chúng tôi. Đấy chính là những cái cách mà các giảng viên có thể làm để giúp cho sinh viên thay đổi bản thân và rèn luyện kỹ năng sống. Và lúc đấy những câu chuyện lừa đảo chắc chắn sẽ ít xảy ra. Dù các thủ đoạn lừa đảo không mới, thế nhưng vẫn có nạn nhân sập bẫy. Thế nên lời khuyên cho các tân sinh viên và cả sinh viên nói chung là phải luôn tỉnh táo, cảnh giác cao độ để tránh bị tiền mất tật mang hay bị các đối tượng lừa đảo lợi dụng. Theo lời khuyên của một số anh chị sinh viên có kinh nghiệm hoặc chính những người đã từng là nạn nhân của những cạm bẫy, đó là tuyệt đối không cho số điện thoại, địa chỉ Facebook, Zalo, địa chỉ nhà cho người lạ. Thậm chí cảnh giác ngay với cả những người bạn thân cùng quê lâu ngày không gặp. Vâng, thậm chí cũng cảnh giác ngay cả những người bạn cùng lớp, cùng nhà trọ, vì biết đâu họ cũng đang đi tìm đại lý bán hàng đa cấp cho chính họ mà mình không hề mảy may nghi ngờ. Tuyệt đối không bị những lời chào mời đường mật để tò mò đến dự các buổi hội nghị khách hàng, các lớp đào tạo kỹ năng mềm tại các khách sạn, khu thương mại sầm uất,
vì đây chính là màn giăng tơ được dọn đường đi để đưa các bạn tân sinh viên vào trong đấy. Với những sinh viên đang cần việc làm thì các bạn cần cẩn trọng tối đa, nên tránh các trung tâm nhỏ nằm ở các hẻm hốc thiếu tin cậy, càng không nên tin vào những lời quảng cáo đường mật trên mạng xã hội. Chỉ nên liên hệ với các trung tâm có uy tín hoặc thông qua bạn bè tin cậy giới thiệu hay qua những trung tâm giới thiệu của Đoàn Thanh niên, Liên đoàn Lao động. Những trung tâm này phí thu rất thấp, thường dưới 100.000 đồng, thậm chí không hề mất phí mà bạn vẫn tìm được một việc làm hợp khả năng. Đặc biệt là phải biết nói không với các ông anh, ông bạn, ông em đồng hương, đồng khói, đồng môn khi hỏi mượn các loại giấy tờ cá nhân của mình như là giấy chứng minh nhân dân, thẻ sinh viên. Và thưa quý vị, thôi thì cứ mất lòng trước được lòng sau, bởi cái kết cuối cùng là đầu gấu chỉ đi tìm bạn để trả nợ, chứ họ không biết ông anh, ông bạn, ông em kia là ai, phải không nào? Ngán ngẩm với vụ hút trộm xăng, đúng là thời buổi mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chuyện về lớp học tình thương, lớp học làm người giữa lòng thành phố Cà Mau. Thưa quý vị, mở đầu tiểu mục Tai Mắt Phố Phường hôm nay là tình huống kẻ trộm ngang nhiên vào nhà dân rinh nhiều thiết bị máy móc giữa ban ngày. Có thể thấy là thời gian gần đây, vấn nạn trộm cắp vặt lộng hành nhiều nơi khiến người dân bất bình. Vụ việc xảy ra tại Bà Rịa Vũng Tàu, lúc này một đối tượng chạy xe tới, thấy phía trước không có người, gã này đã đi vào trong thăm dò. Rồi xách theo cái túi, trong đó có nhiều dụng cụ, đồ nghề của chủ nhà, rồi biến mất. Qua đây thì người dân cần lưu ý cảnh giác trong việc trông coi nhà cửa của mình để tránh rơi vào tình huống tương tự. Thưa quý vị, không chỉ có trộm xe như những clip chương trình đã đưa, mà nay còn xuất hiện nạn săn tặc lộng hành. Vụ việc hy hữu xảy ra tại tỉnh Tiền Giang. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo clip camera an ninh ghi lại, thời điểm này có một người đàn ông chạy xe tới. Người này sau đó thản nhiên tới chiếc xe lùi mà người dân để bên ngoài hút trộm xăng, sau đó đổ vào bình xăng của xe mình rồi tẩu thoát. Đúng là thời buổi mọi chuyện đều có thể xảy ra. Ngày nay thì không còn lén lút thập thò mà nhiều đợt chích đã công khai trộm cắp giữa thanh thiên bạch nhật. Clip sau đây tiếp tục là bài học cảnh giác mọi người đề phòng. Dì biết sự việc xảy ra tại đường Trần Văn Dầu, ấp 7 Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm này có cặp đôi tới tiệm mua đồ, người đàn ông đợi ngoài xe nổ máy sẵn, còn người phụ nữ vơ vào mua đồ, sau đó nhanh tay lấy điện thoại bỏ chạy. Hành động khá nhanh và liều lĩnh khiến chủ shop trở tay không kịp. Giúp các em từ hoàn cảnh khó khăn vươn lên thành người tốt. Một câu nói tưởng chừng như đơn giản, nhưng đó lại là động lực phấn đấu gần 20 năm của cô giáo lớp học tình thương tại khóm 6, phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Cô giáo mà Hào Nhiên vừa nhắc đến, đó chính là cô Lê Thu Thiết. Người dân ở khu vực này xem đây là lớp học làm người, bởi lớp học hiện tại có gần 40 học sinh, thì đã có hơn 20 em là có hoàn cảnh mất cha, mất mẹ, hoặc cha mẹ vướng vào vòng lao lý. Mỗi học sinh một hoàn cảnh, tính cách cũng khác thường, nhưng dưới sự dìu dắt, chỉ bảo của cô Thiết, các em đều nghe lời, chăm chỉ, biết yêu thương nhau. Chuyện về lớp học tình thương giữa lòng thành phố cũng là câu chuyện ý nghĩa mà tiểu mục Cửa sổ hạnh phúc hôm nay muốn chia sẻ. Mời quý vị cùng theo dõi. Không khác gì lớp học bình thường khác khi chúng ta lướt qua lớp học này. Khi dừng lại và cảm nhận, thì trong các tiếng E, A đánh vần, có tiếng của những đứa trẻ lớn nhỏ không đồng đều. Tấm bảng chỉ làm hai, có khi làm ba, cũng giống như tấm lòng của cô giáo Thiết. Phải chia ra mới đủ chỗ, đủ kiên nhẫn dạy cho các bé mới bỡ ngỡ vào lớp 1. Và cũng có khi bé mới 6 tuổi đầu nhưng đã quen với các tuyến đệm chửi thề, chửi tục trong mỗi câu nói, vẫn được cô Thiết ân cần dạy bảo. Giúp cho trẻ trong cái thời điểm này khá là quan trọng, bởi vì trẻ chưa có phân biệt được trắng đen như mình rạch ròi. Vì vậy mà đây cũng là cơ hội để cho trẻ vừa biết đọc biết viết, để trẻ có thể vào trong xã hội, trẻ có lòng tự tin hơn. Đồng thời mình cũng giúp trẻ nhận ra
sống ngay thẳng, sống trung thực. Em Phạm Hoàng Cường trước đây thường theo cha lặn dưới sông để mò phế liệu. Sau khi biết được lớp học và theo cô Thiết, thì 3 năm nay, ngày nào em cũng vượt quãng đường hơn 5 km để đều đặn đến lớp. Giờ em đã có ước mơ và cha em cũng đã có hy vọng từ em. Bỏ lần thì con mà đi mò dưới sông với cha con, nhưng mà từ lúc con vô đây rồi con biết mà biết chữ với biết tính toán, xong cái con nghĩ là cha nói đừng đi làm nữa, đi học đi, lên lớp rồi. Rồi con vô đây học cũng có mấy bạn với cô Hiền nữa, con không biết thì cô chỉ với con không la. Trường hợp của hai chị em Huỳnh Bảo Trân thì bi đát hơn. Do hai em phải sống với ông bà nội già, bà nội bị tai biến ngồi một chỗ, ông nội bị bệnh không đi làm được, hàng ngày phải sống bằng tiền xin của hàng xóm. Cha em thì vướng vào vòng lao lý, mẹ thì bỏ nhà đi khi em của Trân mới tròn 1 tuổi. Quyết tâm tìm đến con chữ để thoát khỏi cảnh nghèo khó túng quẫn, em Trân hơn 12 tuổi mới tìm đến học lớp 1 cùng với em mình. Vậy là hàng ngày, hai chị em vẫn tiết kiệm tiền ăn để đi đò qua sông và đi bộ hơn 2 km để đến lớp học này. Em có hai chị em hoàn cảnh là khó khăn nên em mới vô đây học. Em học chung với các bạn rất là vui và cô Thiết rất là hiền. Do cái điều kiện sống, hoàn cảnh của các em nó khó khăn cho nên cô cũng chỉ muốn giúp cho các em biết đọc, biết viết. Biết đọc, biết viết để các em tự tin hòa nhập với cuộc sống. Luôn tiện là thay vì có những cái thời gian rảnh rỗi các em đi chơi hoặc là các em đến những nơi không có lành mạnh, thì chính cái lúc mình tập trung các em lại như thế này nè, mình sẽ giúp các em nhận ra cái gì thì nên tránh, cái gì thì các em biết để mà các em thành người tốt. Giờ tan lớp của lớp học tình thương, cô giáo Thiết nhìn có vẻ kỳ lạ so với các lớp học khác. Các em không ùa ra sân ngay mà nán chân ở lại các thùng quần áo cũ để mặc thử, tranh thủ xin mấy gói mì để mang về cho các em ở nhà. Tình cảm của cô trò dành cho nhau thân thiết như những người thân ở trong nhà. Gắn bó với sự nghiệp giáo dục hơn mấy mươi năm, thế nhưng sau khi nghỉ hưu, cô Lê Thu Thiết lại tìm đến với phấn trắng, bảng đen theo cách không lương bổng, không thù lao. Cứ đều đặn ngày 2 buổi gắn bó với lớp học tình thương, cô Thiết đã chắp cánh ước mơ cho biết bao trẻ em khó khăn, bất hạnh. Vâng, cô Thiết chỉ mong là với cái chữ chắc chiêu có được, các em có thể vững vàng hơn trong cuộc sống tương lai. Và câu chuyện ý nghĩa này cũng đã khép lại chương trình Chuyện Mỗi Ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này vào 6:30 và phát lại vào lúc 16:00 trên kênh BBTV1. Đồng thời chương trình cũng được phát trên BBTV2 lúc 7:30 và phát lại lúc 18:00 Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Mến chúc quý vị ngày Chủ nhật cuối tuần nhiều niềm vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại. Đăng ký theo dõi kênh YouTube Truyền hình Bình Phước để được cập nhật tin tức mới nhất.